Em chào các bác nhá. Hôm nay em lại làm tiếp một cái video chia sẻ cho các bác về con chuồn quế ấy, cho ăn làm sao cho hiệu quả nhất vào trong những cái ngày đông giá rét như thế này. Đấy, thì cũng tiếp những cái video trước em làm chia sẻ cho các bác về cách cho ăn thôi, cho ăn và giữ ấm cho con chuồn. Thì cũng rất là nhiều anh em có hỏi em về cách cho ăn và chống rét cho con chuồn nào. Thực tế ra nếu như mà con chuồn mà ở ngoài Bắc mà nó lạnh quá, con chuồn gần như là không phát triển như các bác nhé. Thì các bác nào ở ngoài Bắc mà mới chăn nuôi chuồn quế hoặc là đã chăn rồi mà trong cái mùa rét này mình không có hiệu quả, tức là con chuồn nó không phát huy được hiệu quả như mong đợi, thì các bác xem video này. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác tận tình từng tí một nhé. Em làm ở trong trại em như nào em sẽ chia sẻ cho các bác. Đấy, đầu tiên là các bác phải có những cái nguồn phân này. Chả các bác cho ăn phân gì thì các bác cho vào đấy, chẳng như phân bò này. Đó, em đã chuẩn bị ở xe này, rồi ở hố em này. Đó, chỗ này em khoảng 50 mét vuông, em đang dự tính là cho khoảng cỡ một cái hố như thế này ấy, là em cho khoảng cỡ độ tầm 3 xe. Dự kiến là cho ăn khoảng 10 ngày thì chuồn mới ăn hết nhé. Thì những cái hố như này là cái bữa lọ em đã hạ cái hố nuôi xuống, là em cũng quay để cho các bác tham khảo rồi, đúng không? Thì hố nuôi nó đã ở cái thể là ngắn như này rồi, nó thấp như này rồi, thì bắt đầu mình tiến hành cho ăn. Thì đây em đã làm mẫu một hố rồi đây các bác. Đấy, việc đầu tiên thì các bác đánh luống cho em như luống khoai này. Đánh luống thì các bác cố gắng làm sao nào mà cẩn thận cho em một chút, là lấy cái bồ cào này chứ đừng lấy cuốc nhé các bác nhé, cái bồ cào này. Đó, các bác đánh rãnh ra. Đó, đánh rãnh ra như cái rãnh này này các bác này. Đó, cái rãnh này các bác nhìn thôi. Đó, hôm nay em làm tỉ mẩn cho các bác để các bác về các bác áp dụng về trong cái mô hình nhà mình để cho con chuồn nó phát triển tốt nhất có thể nha các bác nhé. Đó, thì các bác việc đầu tiên là các bác đánh rãnh như này đúng không? Đánh rãnh xong như này thì các bác cho phân vào. Cho phân vào như này. Đấy. Đấy, em đã cho phân vào rồi đây. Đấy, để cho phân vào như này. Đấy, để em bật cái cam này lùi về này tí. Đó. Là cho phân vào đầy như này, cho phân vào đầy như này. Mục đích tại sao mà mình cho ăn như này thì em cũng phân tích luôn cho các bác. Vào cái mùa rét ấy thì là con chuồn ấy, mà các bác mà tưới nước, những cái loại nước phân như là nước phân lỏng như này, các bác tưới vào thường xuyên, các bác cho ăn nổi mà tưới thường xuyên thì cái lượng nước nó xuống quá nhiều nên làm cái hố mình nó toát cái hố, nó lạnh cái hố nên con chuồn rất là ít phát triển. Đó, mà thường thường như ở trong Tây Nguyên này, như chỗ chúng em ở này thì là thời tiết của nó, nhiệt độ của nó có nhỉnh hơn ngoài Bắc thì con chuồn nó hát phát triển được. Nhưng nếu như ở ngoài Bắc nha, những cái vùng như là Mộc Châu, Sơn La hoặc là những vùng Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, mà nếu mà cho ăn dạng nước mà bơm như là kiểu mùa hè đó thì là con chuồn không phát triển, mà thậm chí vào những cái hôm rét sâu ấy con chuồn còn chết luôn nha các bác nhé. Nên là mình phải cho ăn như này, đánh luống và cho ăn như này. Mục đích đánh luống như này để làm gì? Mục đích đánh luống như này để cho lượng phân vào nhiều một chút. Đó, lượng phân cho vào nhiều một chút. Thứ hai nữa là mình hạn chế được cái phần bay hơi nước của cái phân. Đó, mình đánh luống như này này, xong mình tương phân vào. Đây là phân đây đúng không? Em cũng một tay quay, một tay làm nên là em cũng không phải xúc vào nước. Thì đây các bác cứ xúc cho em đầy như cái hố đây này. Đây những cái hố này em đánh như đây, em xúc đây. Các bác cứ xúc đầy vào hố cho em nha, không sợ, bởi cái đường chuồn của mình nó có trong hố rồi nên là mình không sợ, và cái mùa này mình không sợ. Đó, xúc xong thì là nó lô mô, cái mặt luống nó lô mô như này, thì các bác lấy cái bồ cào này, các bác san nó ra để cho cái mặt luống nó phẳng lên một chút, đừng cho nó lô mô, kể cả lấp luôn lên cái phận được, hoặc là để cho nó phẳng cái mặt luống đấy, ý là như thế, không cần phải cầu kỳ. Đó, các bác hôm nay cứ xem từ từ, em sẽ chia sẻ cho các bác những cái cách để nuôi con chuồn quế vào cái mùa rét này rất là hiệu quả. Đó, các bác san nó phẳng ra. Đó, thế là mình đã san phẳng ra như này là mình đã được một hố ăn chìm. Cái hố này em đang dự tính là nó ăn khoảng cỡ độ tầm một tuần thì mới hết phân, bởi em vào lượng phân hơi bị nhiều. Thì các bác đánh luống cách quãng kia ra. Đó, khoảng cỡ từ cái luống nọ sang luống kia khoảng cỡ 40 đến 50 phân vào. Đừng có đánh luống dày quá thì là nó ấy đấy, cứ cách quãng cho em như này. 4 đến đến 50 phân. Đấy, xong rồi các bác cố gắng làm sao này bổ lượng, bổ sung cái lượng phân vào nó ở cái thể gọi là dẻo dẻo, không khô mà không ướt, nó dẻo dẻo để cho con chuồn nó phát triển. Đấy.
xong như này, bổ sung xong như này, thì cái biện pháp thứ hai đấy đã cào cho mặt luống phẳng như này. Đấy, mặt luống mình đã cào cho phẳng này thì đến cái bước đầu của mình đánh rãnh. Đấy, xong rồi mình cho phân vào, xong rồi mình san mặt như này. Đến bước 3 là bước cực kỳ quan trọng mà video nào em cũng nói và chia sẻ cho các bác. Cái bước này là một bước một mũi tên trúng 4-5 đích. Đây này bác này. Đấy, rơm này. Các bác có cái gì nhá, cây ngô, bèo tây, cây chuối, bất cứ có một cái gì. Đó, các bác phủ cho em một lớp trên mặt như này. Tức là có, không cần nên phủ nhiều nhá, phủ nhiều quá không tốt đâu. Đó, chỉ cần phủ cho em một lớp mỏng mỏng này thôi. Đó, phủ nhiều quá cũng không tốt. Đó, phủ nhiều quá mà độ ẩm không có, không đủ là nó bị mối nhá. Đó, tại vì cũng có một bác là nói là có mối đấy. Thì em nói bác là có mối ấy, thì các bác chỉ có bơm nước thôi, bơm nã vào nhá, là mối nó sẽ bỏ đi, kể cả kiến thế. Đó, một cái bức mà rất dễ làm, chỗ nào cũng có, vùng miền nào cũng có. Tức là không cần phải một cái vật liệu gì, đó là một cái vật liệu chống ở trên mặt này. Đấy, nó là rơm dạ, cỏ rác, bèo tây, cây chuối, cây đỗ, cây nạc, bất cứ một cái loại gì thuộc dạng hữu cơ. Nếu mà chúng ta băm được nhỏ ra là cái tốt, mà chúng ta không băm được nhỏ ra thì không quan trọng, cứ để nguyên như thế cũng được. Đấy, phủ cho em một lớp ở trên mặt đó. Video nào em cũng hướng dẫn và chia sẻ cho các bác là phải tận dụng được cái một mặt hữu cơ này. Đó, con chuồn quế rất thích nghi với cả những cái chất hữu cơ như này. Ngày xưa các cụ không có nuôi, nhưng các cụ thường là đi ra như quê nhà em ngày xưa đấy, em cũng thấy các cụ là ra những cái chân đống rơm, các cụ bới những cái mùn rơm đó ở trong cái chân đống rơm để các cụ về dòng những cái bụi sắn dây, bởi cái sắn dây ấy là nó cần cái độ xốp rất là tốt, thì trong đó run ở rất là nhiều. Đó thì là em cũng tìm tòi mày mò ra, đó em thấy nó thích hợp nên em thường xuyên chia sẻ cho các bác. Đó, cái này nó là một mũi tên trúng 2 đích 3 đích là ở cái chỗ thứ nhất, là nó thích hợp, rất thích hợp với con chuồn. Ngay đầu tiên bây giờ các bác làm như này ấy, là các bác không phải bổ sung nước thường xuyên này, bởi vì ở trên bề mặt nó có một cái lớp phủ. Đó, lớp phủ nó không bay hơi nước của cái hố nuôi mình đi này. Đó, nó rất là tiện ở cái chỗ đó. Thứ hai, nó tạo cho con chuồn có một cái môi trường sống ẩn nhưng mà lại thoáng, tức là tối ẩn mà lại thoáng. Đó, thế này con chuồn nó cứ thế nó phát triển thôi. Thứ ba là nó tạo cho mình một cái lớp xốp, một cái lớp mà thông thoáng trong cái hố, là nó có hữu cơ nên con chuồn ăn từ trên dưới rất là tốt. Đó, thế này hôm nay em chia sẻ cho các bác một thêm một cái video cuối cùng về cái cách mà cho con chuồn quế ăn vào mùa rét. Chứ còn anh em bảo là chống rét hay là không chống rét thì em nói thật sự các bác ấy, nếu như ở trong Tây Nguyên thì có thể là mình cho ăn kiểu gì cũng được, nhưng nếu như về ngoài Bắc mà nhiệt độ xuống khoảng cỡ 10 độ mới 15 độ trở xuống, em nói con chuồn gần như là đóng băng, không phát triển, không hoạt động. Nhưng các bác làm được như này, em dám khẳng định câu là con chuồn hãm phát triển xuyên đông nhá. Trong mùa đông thì nó có thể là kém hơn một chút, nhưng mà nó hãm phát triển. Đó, theo như em nó hãm phát triển rất là tốt. Đó các bác nhá. Còn nước nhá, như này mình có bổ sung nước nữa không thì nói với các bác, thưa các bác là hãm bổ sung nước nhá. Nhưng các bác kiểm tra nếu như độ ẩm mà nó thích hợp rồi thì các bác chưa cần bổ sung. Còn nếu như mà tại vì như này bác làm như này, bác để nguyên bác không cho ăn ở trên mặt nữa thì con chuồn nó ăn ở dưới nên là cái độ ẩm ở dưới nó rất là lâu khô. Đó, còn nếu như mà nó khô ấy, hiện tượng mà cái lền cát ấy là nó sẽ nhanh khô, thì các bác kiểm tra cho em nếu nó khô ấy thì đến lúc nào nó hửng nắng, chẳng hạn như buổi trưa. Đấy, hôm nay em quay về bên trưa này, nhưng mà con em quay ra ngoài nhưng mà ánh nắng còn không có này. Đấy, đến trưa, đến tầm khoảng cỡ 11 12 giờ thời tiết nó ấm thì các bác dùng nước các bác phun lên cho em. Thì bác cho ăn thì bác sẽ tính được cái ngày bác cho ăn lại, đúng không? Thì bác cho ăn xong thì như em cho ăn những cái hố rãnh như này, cái rãnh mở luống của em rất là to. Đấy, mặt luống, mặt hố của em nó khoảng, những cái rạch nó khoảng 3-40 phân, sâu khoảng 20 phân, sâu gần đến đáy luôn, tức là để đáy, bớt đáy một tí thôi. Đấy, còn các bác nào mà mỏng các bác cho đến đáy luôn, không phải gì. Thì là nó ăn tối thiểu nhất là phải từ 5 đến 7 ngày, nó ăn hết, đấy là lượng chuồn trong hố nhiều, như là trong hố của em là lượng chuồn nhiều, thì nó phải ăn từ 5 đến 7 ngày mới hết. Đó, trong 5 đến 7 ngày đó thì các bác bới xuống mà thấy nó ăn hết rồi thì bắt các bác nếu mà không thích cho ăn cái này nữa mà bác muốn cho ăn nổi thì các bác hãy cứ tưới nước cái phân nổi này lên trên bề mặt của cái này. Đấy,
Theo như em ấy thì cũng không không nên cho ăn chìm lần nữa, bởi vì lúc ý mà mình đã cho ăn qua một cái giai đoạn này rồi thì cái lượng chùn nó nhiều lắm các bạn. Mà các bác đánh như này nữa thì nó cũng hại rất là nhiều, thì nên mình nên cho ăn thêm một hai lần những cái phân mà mình hòa loãng nổi như này. Đó, mình hòa loãng mình đổ lên, mình cho ăn một hai lần nữa. Xong bắt đầu mình bắt triệt để giun lọc, giun thịt những con chùn to mình bắt hết. Đó, đến lúc mình bắt hết rồi thì bắt đầu là tiến hành đánh lúa nhà nếu như còn rét nhá. Còn nếu nó hết rét rồi thì các bác cứ hất phân lên mặt. Như em chia sẻ cho các bác là cái phân hất lên mặt xong rồi các bác tưới nước ấy. Nếu là thời tiết nóng. Đó, thì các bác cứ hất phân lên mặt xong rồi các bác tưới nước đã. Đó. Còn nếu nó rét là các bác phải chuyển cho ăn âm kiểu này. Người ta gọi là nóng thì ăn nổi mà rét thì ăn chìm. Đấy là những cái video đưa lên để chia sẻ cho các bác là trong quá trình chăn nuôi con chuồn quế để đạt được những cái mong muốn của mình. Đó. Rất là thành công. Đó. Thì bây giờ em sẽ và trong khi em quay cho các bác một chút nữa về cái luống mà em cho ăn chìm, giảm ẩm phân chứ không phải, nó nói đúng là giảm ẩm phân chứ không phải là cho ăn chìm nhá, giảm ẩm phân để bắt thêm một lần chun thịt nữa xong để bán. Thì các bác chờ em và em quay cho các bác xem nhé. Đây cũng trong khoảng cỡ một tuần là em đã xúc được ở cái phân ở cái hố ngoài kia vào để em bỏ trong này để giảm ẩm cho bác, các bác phân cho các bác đây. Đấy, còn những cái hố mà em chia sẻ cho các bác đấy, em ủ đây em nói cho bác hiệu quả lắm các bạn. Đấy, ủ bằng những cái bạt như này có đục lỗ nhá. Con chuồn thứ nhất là hắn phát triển rất là ổn định, rất là tốt. Thứ hai nữa là ra được những cái lớp phân, những cái hố phân em nói cho bác biết đẹp lắm. Đó, em bới lên cho các bác xem này nha các bác này. Tức là cái lớp phân nó rất là đẹp mà chùn phát triển rất là tốt ở trong này hố này đó. Có phân này em nói bác cứ khoảng cỡ 10 đến 15 ngày nữa em nói nó phát triển thì nó giảm ẩm, nó khô đi một chút nữa thì đẹp lắm. Mình phải làm được, mình phải lắm được, thì trong một cái vòng quay từ lúc mình bỏ cái phân thô vào. Đó, những cái phân như phân chuồng ấy vào đến được nó đạt được những cái hố mà được cả chuồn thịt, cả cả phân như này nhá. Thì em nói cho bác biết làm sao cho tối đa nhanh nhất mà phát triển mạnh nhất, nhanh nhất là thế nào thì mình nắm bắt được những cái đó thì mình mới làm được. Chứ còn nếu mình không nắm bắt được mà mình làm nó không đúng ấy là nó rất là chậm phân đấy các bác. Nếu mình không nắm bắt được ấy là chậm lắm các bác. Mình nắm bắt được ấy là nó nhanh. Đó. Từ lúc mà thả giống, gọi là đổ phân đến lúc thả giống thì nó có bao nhiêu ngày đâu. Nếu như mình tuân thủ tốt thì nó rất là nhanh. Đó, phân này. Đó, phân rơm. Đó, phân này, rơm rác tất cả các loại, có cái gì em quẳng hết đây, em san ra. Đó, xong bắt đầu em thả. Còn cái chỗ này là giảm ẩm. Đúng. Thế nên là trong chăn nuôi trâu bò hay chăn nuôi những lĩnh vực về con chuồn này thì các bác nên sắm một cái máy băm lớn này, loại máy băm lớn này. Nhà xung quanh hàng xóm nhà ai có cây ngô này các bác xin về. Những cái này ấy, cũng là tiền, bởi trong thành phần cây ngô này ấy, là nếu như mà một cân cây ngô tươi nhá, cần một cân cây ngô tươi thì các bác sẽ được 3 lạng phân đạt tiêu chuẩn. Đấy, 3 lạng phân, 3 lạng phân thì em bán với giá 3.000 thôi là em có 1.000 tiền phân trong một cây ngô này, thoải mái cái tiền điện mà thoải mái mà con chuồn nó phát triển. Đấy, tận dụng này các bác ủ bằng bao này rồi bằng phi này đó về để cho bò ăn. Thế bò mà ăn thì ăn xong rồi nó bài tiết ra cái phân, bài tiết ra phân thì mình lấy cái phân đó mình cho chuồn quế ăn. Đó, thế nên là rất là hiệu quả, không vứt đi một cái gì mà con chuồn phát triển rất là mạnh. Đấy, thì hôm nay em làm video chia sẻ cho các bác là một cái về nuôi con chuồn quế vào cái mùa đông, giữ được con chuồn quế phát triển được ổn định, đó là như vậy. Đó, thì mình phải cần làm như thế nào, làm như nào như thế. Thì hôm nay em chia sẻ cho các bác như thế. Thì thôi các bác vào xem video, cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh. Cuối video em xin chào và hẹn lại các bác video sau nhé. Còn bác nào mà có vướng mắc gì về chăn nuôi con chuồn quế này, các bác cứ liên hệ qua Zalo mấy em. Em sẽ vướng mắc như chỗ nào em sẽ chia sẻ cho các bác nắm bắt được để tháo gỡ những cái hố mình để cho làm sao cho nó phát triển tốt nhất nha các bác nhé. Các bác đừng có ngại.
đó, cứ Zalo mấy em. Chào các bác nhé.